không chỉ là một món nội thất thân thuộc, bàn ghế ăn còn là người bạn đồng hành, nâng đó mỗi chúng ta trên suốt chặng đường trưởng thành, là một người mẹ chăm lo cho những bữa cơm của gia đình. Và còn nhiều hơn thế, tầm quan trọng của bàn ghế ăn trong gia đình, bộ bàn ghế ăn, không chỉ là trung tâm của căn bếp mà, còn là linh hồn của một tổ, ấm, uhm, chúng không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian ẩm thực mà còn thúc để sự gắn kết trong gia đình khi tạo cơ hội một để mọi người được gần gũi và quây quần bên nhau bàn ăn không chỉ là nơi thưởng thức bữa ăn mà còn là nơi tạo ra bầu không khí ấm áp cho các thành viên vì vậy, việc chọn lựa bộ bàn và ghế ăn phải phù hợp với tổng thể, không gian và phản ánh gu thẩm mỹ của gia chủ, đồng thời mang đến sự thoải mái cho tất cả thành viên. Các mẫu bàn ăn hiện đại thường được làm từ gỗ tự nhiên, hoặc kim loại kết hợp với đá, chúng có sẵn trong nhiều kiểu dáng và màu sắc phong phú, mang đến sự đa dạng cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Các loại bàn ghế ăn đang được ưa chuộng nhất trên thị trường, hiện có rất nhiều mẫu bàn ghế ăn đa dạng từ bộ bàn ăn 4 ghế, bàn ăn 6 ghế, bàn ăn 8 ghế đến các mẫu bàn ăn gỗ. Bàn ăn mặt đá, bàn ăn thông minh, mỗi loại đều có những ưu điểm nổi trội riêng và có thể phù hợp với từng không gian khác nhau. Bộ bàn ăn bốn ghế đến lựa chọn lý tưởng, hiểu một cách đơn giản thì bộ bàn ăn bốn ghế là bộ sản phẩm gồm một bàn ăn và bốn ghế. Ưu điểm ở đây là có diện tích nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, phù hợp với gia đình tiêu chuẩn chỉ gồm 4 thành viên. Với bộ sản phẩm nhỏ gọn này, bạn có thể dễ dàng di chuyển, lắp đặt ở bất cứ đâu, do đó rất thích hợp cho các căn hộ có diện tích khiêm tốn hay chung cư, nhà ống. Bộ bàn ăn 6 ghế đến bàn tiệc tiêu chuẩn. Bộ bàn ăn 6 ghế là lựa chọn không thể, tích hợp hơn cho các gia đình đa thế hệ, với khả năng đáp ứng cho 6 người. Bộ sản phẩm còn mang đến giải pháp hữu hiệu cho việc tổ chức các bữa tiệc nhỏ hay tụ họp nhóm bạn, điều đó mang đến cơ hội để mọi người được xung vầy, trò chuyện trong bầu không khí ấm áp. Bạn có thể tìm thấy bàn ghế, ăn 6 ghế trong nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Từ những thiết kế hiện đại và công nghiệp đến các bộ bàn ăn cổ, điển và lịch lãm, điều này cho phép bạn lựa chọn sản phẩm. Phù hợp với phong cách thiết kế của căn bếp khi chọn mua bàn ghế 6 ghế, hãy xem xét kích thước của phòng ăn, phong cách thiết kế nội thất và ngân sách của bạn để đảm bảo rằng sản phẩm bạn chọn phù hợp với nhu cầu và ước mơ của gia đình bạn. Bộ bàn ăn 8 ghế đến lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp rộng. Nếu bạn ăn 4 ghế phù hợp cho không? Gian nhỏ hẹp thì bộ bàn ăn 8 ghế chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp có diện tích lớn, đặc biệt là nhà có nhiều thành viên. Bạn sẽ dễ dàng tổ chức các bữa tiệc đông vui cho gia đình mà không cần thuê các địa điểm bên ngoài. Chưa kể còn có rất nhiều sự lựa chọn với kiểu dáng bàn. Ăn tròn 8 ghế, bàn ăn âu vân 8 ghế, bàn ăn 8 ghế hình vuông, bàn ăn chữ nhật 8 ghế, chất liệu bàn ăn gỗ 8 ghế, bàn ăn mặt đá 8 ghế.